Sâu trong một con hẻm tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là ngôi nhà nhỏ của bà Ngô Thị Thúy. Chồng bà không may qua đời do nhiễm COVID-19. Bà và các thành viên còn lại trong gia đình cũng dương tính nhưng may mắn vượt qua được. Mất mát quá lớn vì người chồng ra đi khi hai người con vẫn đang tuổi ăn học. Anh là trụ cột chính, anh đi làm bảo vệ bên nhà hàng bên quận nhất á. Còn chị thì làm gì ạ? Chị thì chỉ buôn bán hàng rong ở ngoài chợ vậy thôi. Chị lo là lo giờ nó hai đứa nhỏ, chứ còn kinh tế thì gia đình hơi khó khăn. Chị cũng lo cho mấy đứa nhỏ để học hành này kia nọ đủ thứ. Hai người con của bà Thúy, con lớn năm nay vừa lên lớp 11, còn con nhỏ mới vào lớp 4. Thời điểm này mỗi năm, hai vợ chồng cũng cố gắng lo cho hai con một cái Tết Trung Thu nho nhỏ. Còn năm nay, bà Thúy cùng các con ở nhà chăm lo hương khói cho người chồng, người cha mới mất. Thì cũng mua đèn rồi vòng vòng cho nó chơi vòng vòng sớm vậy thôi. Nói chung mình gia đình cũng khó khăn, rồi vợ chồng cũng vui vui chải không, rồi có ngày cũng mấy đứa cháu nó chơi vòng vòng đây thôi, chứ cũng không có được đi đâu xa như con người ta. Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Công an quận Bình Thạnh đã tới thăm hỏi gia đình và gửi các phần quà động viên tinh thần cho những trẻ em không may rơi vào hoàn cảnh mồ côi vì COVID-19 trên địa bàn quận. Dạ thì con cũng xin thay mặt đơn vị thì có gửi đến gia đình mình một phần quà, và có hai bé là mồ côi do cái diễn biến phức tạp của đại dịch. Dạ thì mong rằng là gia đình mình sẽ cùng vượt qua những cái khó khăn chung của đất nước, và các bé thì sẽ có cái ý chí vươn lên và sẽ luôn luôn là học giỏi chăm ngoan và sẽ đạt được những cái ước mơ của mình trong tương lai. Em cũng ước là mốt nếu mà em có nhiều tiền thì em sẽ là có một căn nhà thật lớn để cho mẹ em với lại họ của cả gia đình ở. Em sẽ cố gắng học để phụ lo cho ba mẹ. Mỗi gia đình đều nhận được một phần quà gồm gạo, mì tôm và cá hộp. Ngoài ra, mỗi em nhỏ nhận được một phần quà Trung Thu riêng gồm bánh, sữa và xúc xích. Ngày này năm ngoái thì gia đình cũng chuẩn bị Trung Thu cũng rất tốt, các cháu cũng vui vẻ. Nhưng mà năm nay do dịch bệnh với lại gia đình mất mát thì cũng không biết nói sao. Được quan tâm, được cơ quan chính địa phương quan tâm, gia đình cũng rất là cảm ơn. Trong dịp này, Công an quận Bình Thạnh đã lập danh sách 81 em nhỏ không may rơi vào cảnh mồ côi trên địa bàn để gửi tới những phần quà động viên tinh thần cho các em và gia đình. Thì mong rằng những phần quà ấm áp nghĩa tình này sẽ đem đến cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự ấm áp gia đình, tình yêu thương. Và qua đó thì mong các em sẽ có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh.